Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay bên Huy cũng mới về một cái sản phẩm mới. Đây là một chiếc xe Toyota Innova số tự động. Sản phẩm này thì được sản xuất vào năm 2015. 2015 nha các bạn. Đây là cái mẫu mới, ga lăng đồ nó lớn hơn ha. Rồi có cái phần đèn cản ở phía dưới luôn. Thì phiên bản này là phiên bản G số tự động. Gia đình sử dụng ok nha các bạn. Cụm đèn sáng bóng cũng mới, khá là ok. Dán phim che mưa đầy đủ nha các bạn nha. Đây, vỏ trước trái gai còn rất là dài luôn. Che mưa, dán phim, ok. Vỏ sau trái đó. Vỏ sau trái. Sản phẩm này các bạn xem qua nha. Mình mua về mình sử dụng gia đình tuyệt vời. Còn rất là đẹp. Anh chị nào có hộ khẩu thành phố thì sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số nha. Xe này thì biển số thành phố. Khi mà các anh chị mua về thì mình bấm lại một cái số mới nha các bạn nha. Xe này thì làm bảo dưỡng, bảo trì ở bên Huy cũng thường xuyên. Lịch sử rõ ràng nha các bạn, đầy đủ từ khi mua cho đến là khi mà khách hàng bán lại cho bên Huy, bảo dưỡng rất là đều. Cứ 5.000 cây số thì chủ xe đưa xe đi bảo dưỡng, cho nên là chắc xe thì tuyệt vời. Bên Huy là kiểm tra rất là kỹ lưỡng, gầm nhún hoạt động còn rất là tốt. Sơ lược cho các anh chị và các bạn nắm về phần ngoại thất của chiếc xe Toyota Innova số tự động. Xe sản xuất vào năm 2015 này. Thì Huy sẽ mời các anh chị và các bạn cùng với Huy xem chi tiết bên trong phần nội thất để đánh giá về chất lượng của sản phẩm nha các bạn. Huy mời các anh chị và các bạn cùng xem chi tiết phần nội thất bên trong của sản phẩm. Ở dưới sàn thì đã lót sàn Simly. Đây, vị trí đồ nghề còn đủ nha các bạn. Và đồ nghề thì dường như chủ xe ít khi mà sử dụng, còn rất là mới. Bên Huy sẽ tiến hành làm Marukuri và vệ sinh nội thất của sản phẩm. Đây, ghế da. Da. Ok. Xe này thì các anh chị và các bạn mua về mình sử dụng thôi, không cần phải làm bất kỳ vấn đề gì cả. Bên Huy sẽ tiến hành làm Marukuri vệ sinh sạch sẽ cho sản phẩm. Do là sản phẩm này mới lấy về. Da này là da xịn, da trong hãng luôn nha các bạn nha. Đó, còn rất là mới. Ok rồi, sơ bộ cho các anh chị và các bạn nắm về tình trạng nội thất bên trong của sản phẩm. Mình vào mình ngồi tìm thử coi. Thực sự là Toyota Innova là một trong những sản phẩm mà được khách hàng ưa chuộng và chọn lựa rất nhiều. Đây là vị trí để ly. Với những cái khoảng không gian bên trong rất là rộng rãi. Mình ngồi sẽ cảm thấy rất là thoải mái các bạn. Đây, vị trí để chân ở phía trước nè. Nói chung là xe này thì số tự động nữa thì gia đình mình mua về mình sử dụng các bạn sẽ rất là tuyệt vời. Cái này các anh chị và các bạn có thể thêm vào một cái màn hình DVD nữa là ok. Vô lăng rồi mọi thứ các bạn thấy không? Rất là đẹp. Khu vực cần số này các bạn thấy không? Khá là chất lượng. Sơ bộ phần ở phía sau thì Huy lên phía trước để coi chi tiết hơn về nội thất. Những phần này thì nó hơi dơ, tụi mình thôi sẽ làm maru, sẽ vệ sinh sạch sẽ lại. Đó. Cái này là chủ xe bảo dưỡng ở bên Huy các bạn thấy không? Những phiếu nhắc bảo dưỡng.
gần đây nhất, bảo dưỡng gần đây nhất. Thì bây giờ hiện tại là bên Huy hẹn tới 111.000 cây số bảo dưỡng lại. Thì nay thì khách đến không có, dạo này ít đi quá, không có sử dụng nữa, cho nên là mới bán cho bên Huy. Đây là hiện tại cây số của xe là 110.958 cây số nha các bạn. Odo chuẩn luôn, cam kết về Odo cho các bạn. Tóc lô rồi các bạn ha, còn rất là mới. Động cơ thì hơi dơ tí xíu nha các bạn, nhưng mà động cơ này thì ok, đúng chắc xe. Động cơ tem rồi các bạn thấy không? Đó, còn nguyên hết, không rách. Động cơ này thì bên Huy sẽ tiến hành làm maruguri và vệ sinh, sạch sẽ động cơ. Và sản phẩm này hiện tại thì bên Huy đang chào bán với giá là 505 triệu nha các bạn nha. Đó, anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì mình mua chiếc xe này về mình sử dụng gia đình là rất là tuyệt vời. Một chiếc xe tự động 8 chỗ gầm cao, mình đỡ sợ mất giá luôn nha các bạn nha. Sử dụng chạy rất là đầm và coi như là thoải mái. 8 chỗ. Thì sơ lược cho các anh chị và các bạn nắm về sản phẩm. Nếu như có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với Huy để Huy tư vấn rõ hơn cho các anh chị nha. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo ạ.